Trận thi đấu thứ hai của BWSC Cup 2023 có lộ trình từ thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đi huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước rồi vòng ngược lại. Với cự ly thi đấu 140 km, đây là chặng đua dài nhất trong tổng số 10 chặng đua của BWSC Cup năm nay. Cung đường nhiều dốc cộng với thời tiết nắng gắt đặt ra thử thách về sức bền thể lực của các cua rơ nữ. Ekip khách mời Thái Lan làm đầu máy kéo tốp đông nhằm bảo vệ cho áo vàng Menathan Jutatip. Ở diễn biến khác, thành phố Hồ Chí Minh Vinama thực hiện chiến thuật cho các tay đua thay phiên nhau tấn công để nhằm tách tốp. Sau khi đi được hơn 20 km, hai tay đua của đội thành phố Hồ Chí Minh Vinama là Nguyễn Lưu Cẩm Tú và Trần Xuân Thảo thoát đi, kéo theo năm tay đua Thạch Thị Ngọc Thảo, Sổ Số Kiến Thiết Đồng Tháp, Thị Bách, Trần Huỳnh Ánh Viên Thanh Hóa, Trần Thị Ngọc gạch phân bón Con Voi Bình Dương và Phạm Thị Bích Nhung gạo hạt Ngọc Trời An Giang để hình thành tốp đi đầu, đồng thời dần tạo được cách biệt hơn một phút so với tốp đông phía sau. Tại sprint 1, tay đua Nguyễn Lưu Cẩm Tú rút thắng trước Thạch Thị Ngọc Thảo, về thứ ba là Thị Bách. Các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra giữa các tay đua tranh chấp thứ hạng chặn. Lúc này Nguyễn Thị Yến Nhi thành phố Hồ Chí Minh Vinama tấn công và thoát đi một mình khi đi được hơn 80 km và cán điểm sprint thứ hai. Tay đua Lê Thị Huyền Vĩnh Long giành hạng nhì, còn Jutatip tuyển Thái Lan hạng ba. Sau sprint 2, tay đua Nguyễn Thị Yến Nhi bước đi và solo khoảng 20 km. Tuy nhiên, cô bị tốp đông kéo bắt lại khi đoàn đua còn hơn 10 km để về đích. Với cú nước rút mạnh mẽ, tay đua Menefan Jutatip đã rút thắng trước Bùi Thị Quỳnh BWSC Bình Dương ngay tại đích đến với thành tích 3 giờ 45 phút 6 giây, tốc độ trung bình 36,784 km một giờ và tiếp tục bảo vệ danh hiệu áo vàng sau hai chặn. Xếp hạng 3 đến hạng 5 lần lượt là Nguyễn Thị Thi tập đoàn Lộc Trời, Binti Sari Malaysia và Nguyễn Thị Thu Mai tập đoàn Lộc Trời. Tôi rất vui với chiến thắng hôm nay, đội chúng tôi đã thi đấu rất kiên trì nỗ lực. Trong khi các đội đua khác sở hữu nhiều tay đua trẻ, khỏe, họ liên tục tấn công trong suốt chặng đua. Chúng tôi đã cố gắng duy trì sự hiện diện của ít nhất một tay đua trong nhóm dẫn đầu. Các tay đua của BYC và An Giang rất mạnh, họ liên tục tăng tốc. Ở 5 km cuối, một tay đua của đội BYC đã bước lên. Rất may mắn các đồng đội của tôi đã duy trì vị trí rất tốt, tạo điều kiện cho tôi bứt tốc ở km cuối cùng để giành chiến thắng. Dạ, trận đua ngày hôm nay là dài, cự ly dài nhất trong đường đua với lại gió. Lực lượng bọn em chỉ là hôm nay là chỉ thăm dò đối thủ với lại chủ yếu là bọn em là chặng đường đèo. Với lại hôm nay bọn em nằm cũng để là dưỡng để ngày mai thôi. Nhưng mà hôm nay em cũng canh về rút được cái hàng gì. Như vậy sau hai chặng tay đua, Menefan Jutatip tiếp tục giữ áo vàng, đồng thời dẫn đầu ở giải áo xanh với 35 điểm. Xếp sau là Nguyễn Thị Thu Mai với 21 điểm và Binti Moshubi tuyển Malaysia với 20 điểm. Tay đua Lâm Thị Thùy Dương thành phố Hồ Chí Minh Vinama tiếp tục giữ áo trắng tay đua trẻ xuất sắc. Thành công trong chiến thuật thi đấu ngày hôm nay giúp tập đoàn Lộc Trời giữ ngôi nhất đồng đội. Tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh Vinama và tuyển Malaysia. Sáng ngày 10 tháng 3, đoàn đua thi đấu chặng 3 từ huyện Thống Nhất Đồng Nai đi thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cự ly 120 km. Đây là chặng đua quyết định khi các tay đua phải chinh phục đèo Chuối và đèo Bảo Lộc. Với sở trường leo đèo, Đinh Thị Như Quỳnh BWSC Bình Dương dự báo sẽ có ngày thi đấu tích cực để hướng tới mục tiêu bảo vệ chiếc áo chấm đỏ nữ hoàng leo núi.